Em Quân xin chào đại gia đình chăn nuôi dê. Hôm nay quay cho quý vị xem lộc của em Quân buổi sáng nay. 3 giờ sáng. Hai em dê con. Không biết khi mình quay mình bỏ tay chân vô có bị vi phạm gì không chứ. Em thấy quay mấy lần trước đăng lên phải mấy ngày sau mới được duyệt đó quý vị. Mẹ nó đây quý vị. Hai con này hơi yếu. So với mấy con dê con đợt trước thì em thấy nó hơi yếu và hơi gầy. Bú được rồi quý vị. Hai con này đẻ xong phải 3 tiếng mới đứng được. Còn mấy con kia chừng nửa tiếng sau, hơn nửa tiếng sau đứng vô tư. Con này phải 2-3 tiếng mới đứng được. 3 tiếng đi. Hai con này nói chung là nó đẻ lứa thứ hai rồi. Nên nó đẻ hai con. Bú này quý vị. Thì con bú này. Tự bú được rồi. Chuồng này em đóng tương đối nhỏ cho nên là không sao. Chân thì lúc sáng nó chưa đứng được thì nó hơi kè, chứ khi nó đứng được là nó tự nó miết nhấc chân lên à. Đây nha quý vị. Đó. Chân nó chỉ bự hơn ngón cái của em một tí thôi. Đó, ngón cái của em để đây. Em này no rồi. Đang nằm ngủ đây. Em này thì đang bú. Em lóc bấm sưởi quý vị. Lắp cho nó cái. Tối này em lại căng bạt xuống đây bạt quý vị. Tối mình hạ bạt xuống thì cho nó bớt gió lùa. Mình chỉ cần lắp bóng sưởi mùa này thì có lắp bóng sưởi với lại hạ bạt xuống khoảng chừng 3 ngày thôi. Khỏe. Mùa gần Tết mới lạnh nhưng mùa này khỏe. Hai con được con nha quý vị. Ôi đẻ được ra là mừng lắm. Như hai con được con của em được trước quý vị, lớn màu lắm. Còn hai con đợt trước, hai con cái đợt trước nó đẻ đến ngày 7-8 tháng này. Con lớn chắc được 16-17 kg chứ nhiêu. Con nhỏ chừng 13 kg, 13-14 kg. Không hiệu quả. Do giống dê với cách nuôi, nói chung giống dê dở quá. Từ từ thì mình chưa có điều kiện như từ từ mình loại đi. Cái giống dê này, cái máu bo nó ít. Này đầu xô vậy chứ thực ra máu bo ít quý vị. Chứ còn máu bo nhiều là nó đẻ con nó chân tay to lắm. Chân tay to, ức to. Đầu sâu đấy, chứ không phải đùa đâu. Đầu sâu nhưng mà nhìn em nó cũng chán quá. Em đây rồi đầu sâu quý vị. Đấy. Đang mong cho cái lứa này nó ổn ổn, đẻ hết lứa này là ngon. Xuống sữa hết rồi quý vị ơi. Có tháng nữa là đẻ hết luôn, hơn tháng nữa là đẻ hết luôn. Đây hai con này, hai con em nói quý vị này. Con lớn chắc gần 2 tháng, con lớn chắc được gần 2 tháng đi. Con nhỏ chắc được hơn 1 tháng rưỡi. Hôm nay ăn cứng lắm rồi, em tính tách mà thôi kệ nó. Này quý vị. Con này được 10 kg chưa quý vị? Này chắc cỡ 10 kg quá. 10 kg có đó. 9 kg đi. Con này chắc cỡ 7 kg. Con này to lắm ạ. Này ăn mạnh rồi quý vị ơi. Dê gần 2 tháng mà ăn mạnh rồi, giờ tách vô tư nhưng mà em chưa tách. Kệ nó. Để cho nó bú sữa mẹ tí cũng được. Để cho nó ăn cứng thì mình tách hẳn ra. Tròn vo, hai con này tròn vo. Nuôi dê mà nó đẻ được, thấy đẻ được ok đấy. Một con đực nhiều khi bằng hai con cái quý vị. Đẻ cái không mà bán giống còn được, chứ còn bán thịt không ăn thua đâu. Đấy, qua cho quý vị xem hai con này. Em cưng hai con này lắm. Mỗi một lần lên là em cho nó ăn cám thêm mà. Dặm thêm cám mà cho nó ăn cỏ non. Em Quân chào quý vị nhé. Em Quân chào đại gia đình mình. Từ từ rồi cứ bảo là sau này sẽ quay những cái video chia sẻ về cái thuốc, dùng thuốc nha. Tất nhiên là em Quân sẽ làm rồi. Ai thích thì xem, ai không thích thì thôi, ai biết rồi thì thôi bỏ qua. Còn ai chưa biết thì xem.
xem những cái chia sẻ mà em Quân khi dê nó sau sinh nó em Quân chích những thuốc gì. Nó cũng đơn giản thôi quý vị, không có gì khó đâu. Thôi em Quân chào quý vị nhé, để từ từ rồi sẽ có những video lần sau. Chào tạm biệt quý vị.